ăn được ngon đâu. Ủa? Lỗi. Ủa? Bộ làm ăn không sai được mày hả? Không. Mày cái này không bằng cái đó nha. Mày đủ quá đừng có chạy nha. Mày tao đóng nha. Bây giờ mày đi ra bên phòng kia đi để tao nói cho được không? Mày theo mày muốn sai hay sai đâu á. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn, bạn. Mình là bác sĩ Anh. Mình là bác sĩ Em. Một lát nữa anh Cường sẽ đến đây quay clip. Thì hôm nay mình có một ý tưởng là mình với bác sĩ Em cho anh Cường giả vờ mình kêu nó đi mua đồ để làm clip mà nó không đi. Hai thằng hồi nó gây sự cãi nhau sùm luôn. Nếu mà có ấy có thể dẫn đến là đánh đấm vài cái nữa để mà xem thử coi phản ứng của anh Cường như thế nào nha các bạn. Một lát nữa anh Cường sẽ tới. Mình sẽ xuống dưới đặt máy quay dưới đó nha các bạn. Giờ này giờ giúp chưa mới ăn cơm trễ mày nghỉ thì trễ cơm sao giờ quay cái gì thì quay thôi hổm ấy ngồi nghỉ mát chút xíu đã có một quẹt đó à anh có à cho mượn cái gạch tàn bẩn cái không. Cố gắng anh em mới nông lấy nước vàng thôi nước bạc chưa gì bọn con kêu mấy cái đầu cụ mua chưa. Ủa anh chưa mua hả? Chưa anh tưởng mấy em mua mà em đâu biết đâu. Thôi để em kêu thằng bác sĩ Em thằng Sang á nó đi mua. Đấy làm mượn chơi điện thoại rảnh rồi. Sang ơi! Bác sĩ Em! Sang! Mày điếc gì với ta? Kêu gì à? Đi mua đồ đi, mày làm điếc vào bữa anh Cường bảo nó tưởng anh Cường mua, giờ mày đi mua đi. Thôi tao mệt lắm, mày mua đi. Mình ra đâu đi hoài à, mình đi mua làm đi. Để tao ở nhà ấy với Cường con chắc đắp máy này kia nữa còn làm nữa mày chạy đi. Thôi mày có mệt lắm, không đi đâu. Mày đi đâu, đi. Xong xuôi hết rồi, không mấy anh em vậy đó. Mày cái gì, mày lúc nào cũng kêu đi á, mày có đi bây giờ đâu, mày ngồi nhà không à. Vì tao ở đây để tao ấy phụ anh Cường ấy làm anh. Mày đi mua đi rồi về muốn làm gì làm. Sao đi hoài cũng được. Đủ nó em mà đủ quá đẹp. Em chứ cái nào phải công bằng ra cái đó chứ mọi người công việc thì ví dụ hôm nay tao mua thì mày phải mua chứ cái gì cũng sai đi mua không à. Từ bữa giờ có mua không? Có mua quả gì mày có mua được cái nào đâu đi mua đi gì cũng sai á. Giờ tao ăn mày tao nói mày không nghe đúng không? Không có ăn biết cái gì đó cái nào công bằng công việc ở quay YouTube là mọi người một công việc ví dụ tôi đang mà mày đi mua tao với từ đây làm ở nhà làm xoay coi mấy cái đồ đạc ở đây nè. Mày đi mua đi rồi về làm cũng được nếu mà phải thiết mà phải ngồi đó làm. Ủa sao mày dắt xe ra cái mày đi mày chết hả? Không có được. Nào công bằng cái đó đi đúng không? Tôi đi hoài anh không đi gì hết. Anh có ăn vậy có được không? Thì hôm nay mày đi đi, mai bốn tao đi. Giờ đang có ở đây giờ. Giờ mày đi đi mà xách xe ra cái không được hay gì? Không. Nào công bằng đó công việc trong công việc chứ đâu có vớ vẩn. Làm cái gì cũng phải mỗi người công việc. Anh sẽ không có sang để nó đi mua nó này đúng mà sai không được cái gì sai cái gì ngày nào cũng bắt đi mua mày nhà ngồi đó không muốn quay phim cũng kể mà để ông nói thì sáng gọi điện đi anh đi mua cho nhưng mà bây giờ nó mua cũng có được có sao đâu anh làm gì cái đó chứ nó để em á mà đúng rồi sao giờ đi mua đi
làm em mà ngộ quá nhưng phải công bằng anh ơi, chứ ai quay YouTube chung là ăn phải có mọi việc mọi người của ấy chứ quá. Đâu có sai như vậy được. Mày đi mua đi, ở nhà lại mua xong rồi về sắp xếp sau cũng được. Quân cơ cơ sở đó còn còn nữa đó, nói lì với ta lì gì đi, đi rồi đi sắp xếp đi rồi lần sau tao đi cũng được không. Sao đó mày tao mày tao mày tao có đi đâu hết á, mày đi mày đi mày đi, đi mua đi, mua về làm sao làm, còn có khỏi mua khỏi quay thôi. Nói có khỏi quay mà giờ có chỉ có chuyện đi mua thôi, cũng không đi được rồi sao. Hôm nay tao mệt tao không mua mà mày mua đi đúng không. Mệt cái gì, làm gì mà mệt, quá giờ làm gì mệt tao lắm. Mình có mấy mày mua đi, tao không mua đâu, không phải lúc nào cũng xa đi mua được. Thôi dẹp mẹ đi, mày không mày quay đi đó. Mẹ cứ sai hoài mày, công việc mày cũng phải mọi người một ngày đi mua chứ đâu có sai đi hoài được. Cường thấy không? Thấy cái gì? Mày đi mua đi về quay cũng được, nó chẳng sao hết. Tao Cường ở đây làm mẹ đây, mày có biết ấy gì mày về máy tính gì không? Bây giờ mày mua về quay cũng sao, nó mắc gì phải đi làm, phải đi ngồi đây làm. Trong thời gian đó, tao ở đây tao làm mày cái ngon lắm. Nói chung là mày mệt lắm, không lại đi. Còn có thì nghỉ quay thôi chứ. Rồi dẹp mẹ đi, khỏi dẹp đi. Ủa, bố làm ăn không sai được mày hả? Không, mày cái này không bằng cái đó nha. Mày đủ quá đừng mất dây nha. Mày tao đấm nha, bây giờ mày đi ra bên phòng kia đi để tao nói với thằng Quân. Mày em mày muốn sai thì sai đâu á. Mày dẹp đi, rồi quay quyết vậy. Mày im đi. Còn Quân nữa tao nói. Có chuyện đi mua đồ thôi mà nó còn không lấy được thì mày rồi nó làm gì? Nói chung anh em mình mới làm mua đồ sao mày không đi đi, mày nói nói chi thì mày tao đây tao làm nó tao đây tao làm mà mày 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 tao nói mày không nghe hả? Sai sai mỗi đứa một ngày, một mỗi đứa một ngày đi thì sai sai do đó phòng mày mày ngồi phòng nó ngồi đi ngồi chỗ tao nói nè. Thì thôi khỏi đi, dẹp mẹ đi, chuyện nhỏ xíu à, chuyện nhỏ xíu không đâu đội nắng chứ. Giờ nó mua thì em với anh ở đây cũng làm được, anh thấy nó ngang không? Ngang tàn quá thì ai mà làm được. Cái này anh nói hồi trước là này anh nói nè, này mua về xong làm cũng được nha, không cần thiết phải như vậy nha. Thời gian mày mua là tao với anh Cường là làm. Nhưng mà hôm nay tao mày tao mua lại chưa? Chứ nữa mày. Mà tao nói bữa hết thứ rồi này, khỏi quay đi, bữa sau quay đi. Không có bữa sau đâu, giờ tên bữa trước á là anh em làm chung video thì anh nói rồi có khó khăn á thì anh em bình tĩnh làm. Mà cái gì chút xíu à, anh thấy không? Cứ đi mua thôi mà còn mua không được nữa. Chứ đừng nản chí là đừng có việc gì để mà xảy ra ông sụp hết trơn. Nói chung anh với em làm chung mấy clip rồi. Bây giờ anh nói thẳng ra là bữa trước anh nói vậy rồi đó. Nhưng mà nếu tình hình vậy thì chắc cũng là. Bây giờ, ok. Cái gì? Thấy không? Giờ anh thôi, thôi dẹp, dẹp mẹ đi. Thôi, quay tôi đây rồi quay nữa. quay với hài chứ, quay với được chứ, quay với cho ta làm sao chứ, chứ cái sai này bác sĩ có tí mà làm gì mà sao mà cãi nhau được, cãi nhau được thôi, bỏ đứng đây thôi, đúng rồi. Không biết nãy giờ mấy phút rồi không? Mấy phút gì? Cả chục phút của tao, tao ngồi hút hết điếu thuốc này, ngồi còn nghe anh em cãi nhau rồi. Làm gì bỏ về? Ghê mấy. Nãy giờ là làm. Sao nãy anh đeo đầu ăn, anh đập chân đi, cái đó bỏ về rồi. Xe đi quay được rồi đó. Ok các bạn. Anh Cường bây giờ tụi mình là một fan hú vía tưởng đâu là chia tay thiệt. Hôm nay anh Cường sẵn mặt đi về rồi, sẵn mặt con nha, gia đình sao nha, bỏ đi nha.
Rồi, rồi. Rồi xin chào các bạn nhé. Cười lên vui vẻ không bạn nhá. Bạn nha. Xin chào các bạn. Rồi, video của mình cũng xin tạm dừng ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì cho kênh của anh Cường với các anh em bác sĩ mình một like, một chia sẻ. Và nhớ đừng quên comment bên dưới ý tưởng để anh em mình tiếp tục làm video các bạn. Không biết khán giả. Bye bye. Chào khán giả ơi. Tao không dám chia sẻ. Chào khán giả ơi. Bye bye. Vỗ tay.